hệ thống UV4 bị nhốt lại trong cái chuồng, gọi là cái chuồng cu luôn chứ không phải chuồng cọp này. Ở trên là lọc mái, ở bên hông này là vách kính, tất cả các ao đo 9 ao đo tiêu ao ơ 202. Cái này là không phải là rò điện nhưng mà áp suất cao, báo áp suất cao quá do trời nóng quá, không khí này nóng quá trao đổi nhiệt không được, áp suất cao. Và con này nó báo trước mấy con kia là do cái con này cái lượng ga nó hơi nhiều. Giờ một xử lý tạm về ga hoặc là reset lại, còn để xử lý dứt điểm là phải tháo bắt nè, tháo cái chuồng cu này bỏ đi, lỗi là mấy ông lắp đặt lắp ở đây và xây dựng không phối hợp với xây dựng, nó bị thấm nước không chịu chấm thấm này hay thấm nước. Giờ cái này phải đổ lại một lớp cho nước chảy ra ngoài kia, mà ở đây phải dỡ thông thoáng hết, đây phải dỡ thông thoáng hết thì mới bền được, mới bền vững được.